Chào mừng các bạn quay trở lại bằng Lê Sắc YouTube Channel. Vâng, như chúng ta cũng đã biết là mùa giải năm nay sẽ kéo dài hơn rất nhiều so với những mùa giải trước. Và vì vậy thì cũng đã cho chúng ta thêm một sự kiện icon để chúng ta có thể sở hữu thêm nhiều cầu thủ hấp dẫn. Vậy sự kiện này chơi như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Ok, bây giờ mình sẽ vào giao diện event. Vâng, các bạn có thể thấy là ở đây thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ mà chúng ta làm mỗi ngày. Chúng ta có thể thấy đồng hồ đếm ngược là 23 giờ. Chúng ta phải chơi một trận đấu bí ác tắc và head to head. Chúng ta phải thắng 2 trận. Chúng ta phải ghi 10 bàn thắng. Và chúng ta phải ghi 20 bàn thắng. Và sẽ có một cái nhiệm vụ 7 ngày. Đó là chúng ta phải làm xong 25 cái nhiệm vụ hàng ngày. Đấy, một tuần thì chúng ta sẽ có 28 cái nhiệm vụ. 4 x 7 là 28. Thì các bạn sẽ cần hoàn thành 25 trên 28 nhiệm vụ để chúng ta có thể nhận được điểm tuần là 80 điểm Spotlight. Đấy, nếu các bạn chúng ta xài được 300 điểm Spotlight, chúng ta sẽ nhận được Rico Star hoặc là Clybird. Nếu xài được 600 điểm thì chúng ta sẽ nhận được Sponge Gold hoặc là Piccolo. Và cuối cùng, nếu các bạn chúng ta xài 900 điểm thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được Rooney hoặc là Mandini. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tới với SBC. Đấy, như bạn đã thấy thì cái nhiệm vụ SBC thì chúng ta để mở được cái này, chúng ta phải nhận được cái phần thưởng từ 9 tới 15 ở chương Spotlight Chopper. Là cái chương tiếp theo thì tương tự mà thôi, thì nó cũng sẽ có những cái NPC. Tất nhiên là chúng ta phải lấy được cái móc sau đã. Những cái nhiệm vụ này thì chúng ta cũng khá là đơn giản thôi, bởi vì cầu thủ bây giờ cũng khá là rẻ rồi. Cùng những cầu thủ 10x thì anh em có thể mua dễ dàng với giá vài trăm nghìn thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ với phần Spotlight. Vâng, như bạn đã thấy là ở cuối chương này thì sẽ cho chúng ta nhận một trong hai cầu thủ, đó là Ronaldinho CM và Ronaldinho Rio. CM thì có một cái skill boost là Target Man. Thì cái skill boost này thì lại tăng sức mạnh và đánh đầu những cái mà Ronaldinho không thực sự tốt. Bên cạnh là những chỉ số như là tăng tốc, dứt điểm và volley. Trong khi đó phiên bản LW với skill boost là box to box, tuy nhiên lại tăng khá nhiều chỉ số ngon như là tốc chạy, lực sút và rê bóng. Có thể nói là phiên bản LW thì chúng ta sẽ có một cái skill boost là ngon hơn. Tại các bạn đã thấy là những cái điểm chúng ta kiếm được thì chúng ta sẽ dùng để đổi những móc ở đây. Thì để đổi được cái móc ở trên á, thì các bạn phải mở được hai cái móc ở dưới chân nó. Và tương tự thì chúng ta sẽ mở lần lượt những cái móc ở trên. Thì khi mà chúng ta nhận được cái phần quà càng cao á, thì chúng ta sẽ mở thêm những cái SBC ở chương thứ hai và chúng ta sẽ có thêm điểm thì chúng ta tiếp tục chúng ta hành trình chúng ta nhận Ronaldinho. Vâng, và tiếp theo sẽ là phần tính toán. Vâng, thì nếu mà chúng ta muốn lấy được Ronaldinho thì các bạn chúng ta, nếu mà chúng ta không làm SBC á, thì chúng ta phải tới ngày 17 tháng 12 thì chúng ta mới lấy được. Tuy nhiên nếu các bạn làm SBC thì chỉ cần tới ngày 3 tháng 12 mà thôi. Tương tự thì chúng ta, nếu mà chúng ta lấy cầu thủ 108 thì sẽ là ngày 3 tháng 12. Nếu không làm SBC, cầu thủ 105 là ngày 18 tháng 11. Nếu không làm SBC, cầu thủ 102 thì sẽ là ngày 1 tháng 11. Nói chung đâu đó thì chúng ta sẽ mất khoảng 2 tháng chúng ta lấy Ronaldinho. Vâng, và trên bảng tính thì cũng đã có cái ngày mà chúng ta lấy được cầu thủ thì anh em có thể tham khảo. Vâng, và nói chung thì sự kiện này cũng khá đơn giản mà thôi. Chủ yếu là anh em chúng ta phải chịu khó chúng ta chơi hàng ngày. Và đừng quên các bạn chúng ta phải vô nhận quà nhé. Bởi vì nếu các bạn không nhận quà một ngày thôi thì chúng ta sẽ mất điểm của tuần đó. Bởi vì một ngày nó 4 nhiệm vụ mà. Các bạn mất 4 cái nhiệm vụ là chúng ta chỉ cần 24 thôi thì chúng ta không nhận được 80 điểm thì rất là đáng tiếc. Vâng, và sự kiện này thì anh em nhớ chăm chỉ vì chúng ta vô nhận quà mỗi ngày là được. Và anh em thắc mắc gì thì nhớ like và comment dưới video nhé. Xin chào anh em, hẹn lại những video tiếp theo.